Kính thưa quý khán giả, tiếp tục loạt bài kỷ niệm 40 năm ngày miền Nam bị quân Cộng sản miền Bắc cưỡng chiếm, ngày 30 tháng 4 năm 1975. Hôm nay, bản tin Hoa Thành Đốn hân hạnh trình bày vấn đề tại sao văn bút Việt Nam hải ngoại và phong trào hướng đạo Việt Nam, di sản quý báu của Việt Nam Cộng Hòa vẫn được quốc tế nhìn nhận trong suốt 40 năm qua. Chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị cuộc phỏng vấn của anh Võ Thành Nhân và nhà văn Sơn Tùng, nguyên chủ tịch văn bút Việt Nam hải ngoại, hai nhiệm kỳ từ 1996 đến 1998 và 2006 đến 2008. Xin kính mời quý vị theo dõi sau đây. Kính chào quý, chúng tôi là Võ Thành Nhân và tiếp tục trong những loạt bài nói về 30 tháng 4 sau 40 năm người Việt tị nạn Cộng sản sống cùng khắp hải ngoại. Và đặc biệt ngày hôm nay chúng tôi có một cái đề tài có liên quan tới văn bút hải ngoại và cuộc tiếp xúc của chúng tôi ngày hôm nay với lại nhà văn Sơn Tùng để nhằm tìm hiểu về cái sự hình thành của Hội Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại, nhằm để tìm hiểu về những chặng đường mà Hội Văn Bút đã vượt qua và những đóng góp cụ thể trong vấn đề văn hóa của Hội Văn Bút. Và sau đây là cuộc tiếp xúc của chúng tôi. Trước hết xin kính chào nhà văn Sơn Tùng. Dạ, thưa, kính chào ông Võ Thành Nhân, kính chào quý vị khán giả của đài SBTN. Được biết rằng ông hai lần là chủ tịch của Hội Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại và ông hiểu rất là rõ cái vấn đề tổ chức của Hội Văn Bút và sự hình thành của nó. Ông có thể giới thiệu cho quý khán giả của đài truyền hình bản tin Hoa Thành Đốn ngày hôm nay được biết rằng cái sự hình thành như thế nào và tại sao chúng ta có một cái pháp nhân rất là đặc biệt đối với thế giới. Vâng, đó là một câu hỏi mà tôi nghĩ là đây là cái cơ hội để mà nhân cái ngày 30 tháng 4 chúng ta nhìn vào một cái tổ chức còn sót lại của Việt Nam Cộng Hòa trước kia mà có cái diễn đàn trên quốc tế. Thì cái văn bút Việt Nam hải ngoại nó là cái nối tiếp của cái tổ chức văn bút thời Việt Nam Cộng Hòa, thì tự giải thể sau ngày 30 tháng 4 1975. Thì rất may là cái lúc mà xảy ra biến cố 30 tháng 4 thì nhà văn nhà báo Minh Đức Hoài Trinh đang ở hải ngoại, không ở Việt Nam mà đang dự một cái cuộc hội thảo ở Đông Nam Á. Thì sau đó bà đã chứng kiến tại chỗ những cái cảnh mà người Việt bỏ nước ra đi trong cái đợt đầu tiên ồ ạt tới những cái nước Đông Nam Á, thì bà rất là xúc động. Thì bà sau đó bà qua Pháp, thì bà vô gia nhập cái văn bút Pháp. Thì ngay sau đó 2 năm là 1977, cái văn bút quốc tế cứ mỗi năm họ họp đại hội ở một cái nước hội viên. Thì năm 77 là họp ở Sydney của Úc Châu. Thì bà là một thành viên tham dự cái đại hội văn bút quốc tế năm đó dưới với cái hội văn bút của Pháp. Thì bà đã lên diễn đàn, bà nhắc lưu ý đại hội văn quốc tế tới những cái thân phận của những nhà văn Việt Nam, miền Nam mà bị còn ở lại miền Nam, bị đối xử tàn bạo. Cái cụ thể là Linh Mục Thanh Lãng là chủ tịch văn bút Việt Nam cuối cùng đã phải đi bán đậu hũ, phải rồi những người một số thì bị bắt đi cải tạo, làm cho cái gây một cái tiếng vang ở cái đại hội văn bút quốc tế ở Sydney năm 1977. Thì qua cái đại hội năm sau là tại Stockholm, Thụy Điển, bà cũng đi dự và bà đưa một cái đề nghị là cho thành lập văn bút Việt Nam hải ngoại thay cho cái văn bút Việt Nam đã bị giải thể. Thì có một số cái lúc đó là cái trong hội văn bút quốc tế thì có những đủ thứ thành phần hết. Thì có những cái thành phần họ thân cận, họ chống đối. Đó, thành ra khi bỏ phiếu thì có ngang nhau 23 phiếu chống và 23 phiếu thuận. Đó, thì cái ông tổng thư ký là ông Alexander Block, ông mới có cảm tình, ông mới muốn giúp cho và Minh Đức Hoài Trinh, nhưng mà ông muốn giữ cái sự công vô tư, thành ra ông bỏ phiếu trắng. Chứ nếu mà ông bỏ cái phiếu của ông thì bà đã thành công rồi. Nó 23 phiếu ngang nhau thì không xong. Thì cái đại hội kế tiếp là ở Rio de Janeiro tại Brazil. Thì bà lại xuất hiện, bà vận động nữa. Thì kỳ này bà làm tích cực hơn và có nhiều hậu thuẫn hơn. Thành ra khi bỏ phiếu thì bà thành công. Có 23-25 phiếu thuận, chỉ có 12 phiếu chống thôi. Thành ra chính thức là văn bút Việt Nam hải ngoại đã được thành lập từ năm 1979 tại cái đại hội văn quốc tế ở Rio de Janeiro, Brazil.
Và khi mà cái sự hình thành của Hội Băng Bút Việt Nam ở của những người Việt tị nạn sống ở ngoài Việt Nam như vậy đó, thì có cùng lúc như vậy ở trong nước họ có những hội nhà văn gì, họ có muốn làm đơn để mà xin gia nhập cái tổ chức Băng Bút Thế Giới không, vậy thưa ông? Thì tôi xin nói trước khi mà trả lời trực tiếp, tôi xin nói qua về cái sự có mặt của cái tổ chức văn quốc tế PEN International là được thành lập từ năm 1921, đặt trụ sở tại London. Sở dĩ mà đó là một trong những cái tổ chức quốc tế mà lâu đời nhất trên thế giới. Liên Hợp Quốc sau Thế chiến II mới thành lập, nhưng mà cái văn quốc tế nó thành lập sau khi Đại chiến Thế giới thứ nhất, là vì họ, những cái nhà văn, họ nhìn thấy cái sự tàn phá của cuộc Thế chiến thứ nhất đối với những tác phẩm văn học, những nhà văn, những cái bị ngược đãi này kia, thì nó họ họp nhau lại, họ lập cái tổ chức đó ra để với hai mục đích. Thứ nhất là phát huy cái quyền tự do phát biểu của cái người cầm bút. Thứ hai, bảo vệ những cái người cầm bút và những tác phẩm, tránh khỏi những cái sự đàn áp cũng như là cái sự hủy hoại tác phẩm. Thì nó là một cái tổ chức mà nó thiên về, nó mang, nghe cái tên tiên xưng thì nó có vẻ như là một cái tổ chức văn hóa, nhưng thực sự nó là một cái tổ chức nhân quyền. Trước tiên nó là một cái tổ chức nhân quyền đó. Thì muốn gia nhập thì cái tổ chức văn, có nhiều người cứ nghĩ đó là một tổ chức trong cộng, không phải. Văn quốc tế nó là một cái tổ chức bảo vệ, như nãy tôi nói, cái hiến chương của nó là bảo vệ cái sự tự do phát biểu và bảo vệ người cầm bút cũng như là những tác phẩm của họ. Thành ra mỗi nước có đều có mỗi hội, cái vị hội viên gia nhập văn quốc tế thì một nước nó có một, nó kêu là một cái trung tâm, tức là một cái center hay là center. Thì mỗi cái đó họ chỉ đòi hỏi là có 20 hội viên, cũng như hồi bà Minh Đức ở trên bà vận động gia nhập, bà cũng phải nạp danh sách 20 hội viên. Thì lúc đó là rất là khó khăn kiếm được 20 người để mà tối thiểu nạp một cái đơn, xong rồi có hai hội viên support, ủng hộ cho cái sponsor cho cái đơn xin gia nhập đó, thì nó cũng dễ. Rồi ra biểu hội, đại hội đồng biểu quyết, đa số chấp nhận, đa số tương đối chấp nhận là xong. Đó thành ra cái quá trình đó bảo những nước ở trên mà đã trải qua. Thì một nước, bất cứ nước nào cũng có thể gia nhập. Thường thường là mỗi nước có một center thôi, một trung tâm thôi, nhưng mà có những nước lớn như Mỹ có hai trung tâm, một trung tâm ở phía đông ở New York và trung tâm phía tây ở Los Angeles. Hai cái trung tâm nó trực tiếp với văn quốc tế, nó không có phải là đại diện cho nước Mỹ. Một cái văn bút nó không có đại diện cho cái nước đó, cũng như là văn bút Việt Nam hòa ngoại không có đại diện cho Việt Nam Cộng Hòa hay cái gì. Nhưng mà theo đúng cái hiến chương là bảo vệ cái quyền tự do sáng tác, tự do phát biểu đó, tôn trọng hiến chương văn quốc tế. Thì những cái hội nhà văn ở Việt Nam họ cũng có thể gia nhập. Tôi biết là có ít nhất là cũng trên hai, họ dễ dàng họ kiếm được hai hội viên, hai trung tâm hội viên để mà sponsor cho cái đơn của họ. Nhưng mà sở dĩ họ không gia nhập, mặc dù là họ có mặt ở Liên Hợp Quốc đã lâu rồi, nhưng mà không hề có mặt ở văn quốc tế, là vì văn quốc tế không có chống cộng. Nhưng mà họ, cái tổ chức, cái hiến chương văn quốc tế chống những cái sự đàn áp người cầm bút, mà cái những cái chế độ cộng sản là chuyên môn làm cái chuyện đó. Thành ra gần như năm nào cũng có những cái quyết nghị đưa ra đại hội đồng để mà lên án nhà văn cộng sản Hà Nội, mất nhà văn này, nhà văn kia, xin trả tự do cho nhà văn này, can thiệp này thế kia. Thành ra họ không gia nhập là vì như vậy, chứ không phải là họ gia nhập mà bị bác hay là Việt Nam, cái văn quốc Việt Nam hải ngoại có quyền ngăn cản họ. Có thí dụ bây giờ họ xin gia nhập văn quốc Việt Nam hải ngoại có quyền trước diễn đàn đả kích chống đối, nhưng mà họ không gia nhập. Và kính thưa quý vị, vì lý do thời lượng nên chương trình chúng tôi đến đây xin được tạm ngưng, và chúng tôi sẽ trở lại sau phần quảng cáo và thông báo. FDA đã thông cáo đến các bác sĩ và bệnh nhân về thương tích nghiêm trọng gây ra bởi lưới y tế nội âm đạo, lưới y tế bọng đái, võng y tế xương chậu, võng y tế bọng đái. Gọi ngay nếu bạn đã từng bị đặt các y cụ này. Bạn có thể được bồi thường tiền mặt nếu bạn đã từng bị đặt lưới y tế nội âm đạo, lưới y tế bọng đái, võng y tế xương chậu, võng y tế bọng đái. Xin gọi ngay lập tức 1-407-403-3333, 1-407-403-3333.
Xin trân trọng thông báo, để tưởng niệm 40 năm ngày quốc hận 30 tháng 4 tại vùng Hoa Thịnh Đốn, sinh hoạt đêm canh thức sẽ được tổ chức tại Sheraton Circle Northwest, Washington DC 20008 trước Tòa Đại sứ Cộng sản Việt Nam vào lúc 7 giờ tối ngày thứ Tư 29 tháng 4 2015. Nghi thức thắp nến tưởng niệm 40 năm ngày quốc hận 30 tháng 4 sẽ được trang trọng tổ chức vào lúc 9 giờ 30 tối. Đặc biệt, hơn 20 ca sĩ Asia sẽ có mặt trong đêm canh thức 29 tháng 4 2015, biểu tình 30 tháng 4 2015 trước Tòa Đại sứ Cộng sản Việt Nam và đêm hát nhạc đấu tranh tại Eden Center tối ngày 30 tháng 4 2015. Mọi chi tiết xin liên lạc ông Bùi Mạnh Hùng 301-741-5834. Thông báo, cộng đồng người Việt quốc gia tại Salt Lake và vùng phụ cận sẽ tổ chức lễ giỗ tổ Hùng Vương và tưởng niệm quốc hận 30 tháng 4 từ 1 giờ trưa đến 5 giờ chiều ngày thứ Bảy, ngày 2 tháng 5 năm 2015 tại hội trường nhà thờ St. Thomas Aquinas, 1400 Sugar Road, Charlotte, North Carolina 28213 với sự phối hợp của cộng đồng Việt Nam tại South Carolina, một chương trình đặc biệt để thực hiện để tri ân, vinh danh các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa và đồng minh Hoa Kỳ. Vào cửa tự do, ẩm thực miễn phí, mong quý đồng hương tham dự đông đủ, trân trọng thông báo. Mọi liên lạc xin gọi Thu Hương 704-607-7761, Hoàng Tịnh 803-389-8002. Thân mời quý đồng hương cùng đến chung vui buổi họp mặt Hội ngộ trường xưa hoài niệm Liên trường Tây Ninh vào lúc 10 giờ sáng ngày thứ Bảy 18 tháng 7 2015 tại Paracel Seafood Restaurant 15583 Brookhurst Street, Westminster, California 92683 và Picnic Hội ngộ 2015 vào lúc 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều ngày Chủ nhật 19 tháng 7 2015 tại Siler Park 7200 Plaza Street, Westminster, California 92638. Mọi chi tiết xin liên lạc Thao Kim Lê 310-371-9619. Kính mời quý đồng hương, đồng bào Phật tử dành thời giờ đến chiêm bái Phật Ngọc cũng như tham dự các chương trình Đại lễ Cung nghinh Phật Ngọc Hòa bình Thế giới và Đại lễ Phật Đản tại North Carolina. Chương trình khai mạc vào lúc 5 giờ chiều ngày thứ Bảy 9 tháng 5 2015, bế mạc vào ngày Chủ nhật 17 tháng 5 2015 tại Thiền viện Minh Đăng Quang, 4310 West Sugar Creek Road, Charlotte, North Carolina 28269. Lễ hội gồm các khóa tu học và nhiều chương trình văn nghệ đặc sắc, quy tụ nhiều nghệ sĩ từ Trung tâm Asia và Thúy Nga. Mọi chi tiết xin liên lạc Thiền viện Minh Đăng Quang 704-596-3457 hay Sư Minh Nguyên 980-422-5136. Cảm ơn quý vị đã chờ đợi để tiếp tục theo dõi bản tin Hoa Thịnh Đốn. Sau đây kính mời quý vị tiếp tục theo dõi cuộc phỏng vấn của Võ Thành Nhân với nhà văn Sơn Tùng về 40 năm hoạt động của Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại. Và kính thưa quý vị, tiếp theo trong phần 2 của chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi hân hạnh được tiếp xúc với nhà văn Sơn Tùng để nhằm tìm hiểu về những sinh hoạt của Hội Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại. Kính thưa ông, khi mà chúng ta có một cái hội văn bút như vậy đó thì trước nhất là cái vai trò của một cái tổ chức bảo vệ vấn đề văn hóa và là những di sản văn hóa của người Việt Nam qua những người làm thơ, những người viết văn và những người có thể viết được những cái tiểu thuyết như vậy đó, thì nó đóng góp tích cực như thế nào đối với công cuộc mà gìn giữ bản sắc văn hóa của người Việt chúng ta vậy thưa ông? Thưa thì qua cái mục đích của cái văn quốc tế thì như hồi nãy tôi trình bày thì chúng ta cái quan trọng nhất là chúng ta có một cái diễn đàn quốc tế, có cái forum. Vâng, thì theo tôi hiểu thì hình như là ngoài cái văn quốc Việt Nam hải ngoại thì còn cái tổ chức hướng đạo là hai cái tổ chức mà có sinh hoạt chính thức về phương diện quốc tế. Thì cái vai trò của văn bút hải ngoại thì tôi thấy rằng là đó, mình không cái văn bút quốc tế nó không phải là cái diễn đàn mà tố cộng, nhưng mà nhân đó mình có thể hàng năm mình đưa ra những cái dự thảo nghị quyết, đưa ra những cái trường hợp nhà văn bị đàn áp ở Việt Nam, đưa những vấn đề đó ra văn bút quốc tế bàn cãi. Cái đó là nó rất là quan trọng đối với mỗi năm họp một lần ở mỗi nước. Thứ hai là ngoài cái chuyện mà đại hội đồng, nó văn bút quốc tế nó có những cái ủy ban, thì ủy ban văn nghệ sĩ cầm tù, ủy ban nhà văn nữ, ủy ban nhà văn vì hòa bình, đó thì những cái đó mỗi cái đại hội quốc tế nó có những cái sinh hoạt riêng, thì mình tới đó mình lên tiếng, mình nói, mình trình bày những cái quan điểm của mình. Cái đó là một cái để mà mình phát huy những cái văn hóa của mình trước những cái người đại diện cho văn hóa trên khắp thế giới. Thì đó là một cái diễn đàn quốc tế. Còn cái mặt mà đối với cái sinh hoạt văn hóa ở trong cộng đồng của mình ở hải ngoại thì
có hai cái việc mà tôi thấy lúc đó tôi vô Van Bút hơn 20 năm trước thì tôi thấy là gần như là còn sơ khai, chưa có cái hoạt động gì cụ thể. Thì tôi thấy có hai cái trường hợp mà Van Bút Việt Nam Hải Ngoại có thể làm là một là xuất bản một cái tập san song ngữ, vừa một nửa tiếng Anh một nửa tiếng Việt, để mà hàng tháng định kỳ xuất bản cái đó, phổ biến để cái văn hóa của mình, đó là một cái tiếng nói chính thức của những người cầm bút hải ngoại. Thứ hai là lập một cái giải thưởng văn học hàng năm, giải thưởng có giá trị đó, giá trị là về tinh thần, nhưng mà nó cũng phải thể hiện bằng vật chất, tức là phải có một cái giải thưởng có về hiện kim nó khá khá, chứ không phải là phát một cái giải thưởng văn học Việt Nam hải ngoại mà có 500 đồng hay 1.000 đô thì nó yếu lắm. Thành ra tôi cũng nói về ít nhất là cũng hàng năm mình cũng tôi nghĩ là cũng có thể xin được vận động gây quỹ mỗi năm, ví dụ một cái giải thưởng ít nhất là cũng 10.000 đô la hay gì đó thì mới thu hút được những cái tác phẩm có giá trị, rồi người ta nó mới thúc đẩy cái sáng tác. Cái đó là những cái mà Văn Bút Việt Nam có thể làm, nhưng mà tôi rất tiếc là vì những cái chuyện nội bộ nó kéo dài thì nó không có làm được, cho tới bây giờ vẫn chưa làm được. Và khi mà chúng ta nói tài sản hoặc là chúng ta muốn để lại cái gì đó của Hội Văn Bút, để lại đó là những tác phẩm, ông có thể cho biết có những tác phẩm nào nổi bật, có những tác phẩm nào nó ảnh hưởng tới cái công cuộc đấu tranh chung của người Việt ở hải ngoại đối với là một cái đất nước đang bị dưới cái gông cùm cộng sản như thế không? Thưa, cái đó là cái câu hỏi rất hay mà tôi cũng rất tiếc phải nói thực sự là nó gần như không có đó. Thì đó, từ cái ngày thành lập như hồi nãy tôi nói năm 1979 tới bây giờ, tức là 35 năm rồi, mà cứ cái chuyện khủng hoảng nội bộ này kia nó làm cho gần như là không có gì hết, ngoài mấy lần. Và những cái nhiệm kỳ khác thì tôi không biết, nhưng nhiệm kỳ của tôi thì có một lần tôi dự cái cuộc hội thảo quốc tế nhà văn vì hòa bình, Writer for Peace, ở cái thành phố Lít ở Slovenia, tức là một cái nước mà nó tách ra khỏi cái liên bang Nam Tư sau khi mà cộng sản sụp đổ đó. Thì cái đó là cái đề tài, có hai cái đề tài rất hay mà tôi nhân cơ hội đó tôi đã có một cái bài tham luận và tôi lên tiếng trước cái đại hội đó, làm cho những cái người tham dự của phần đông hầu hết là trí thức với là nhà văn lớn ở Âu Châu. Thì tôi chỉ trích đưa lên cái vấn đề mà chiến tranh Việt Nam. Cái tựa đề của cái bài hội thảo của tôi là Lies in Paris and Tears of Sài Gòn, tức là nước mắt ánh sáng ba lê, nước mắt Sài Gòn. Thì tôi đưa ra cái trường hợp mà tại sao những cái ngộ nhận về Việt Nam, những cái tại sao cái nước Pháp là cái nước mà đã chiếm Việt Nam làm thuộc địa, rồi sau này lại cứ ngoan cố để cho cộng sản lợi dụng để mà nhân dân đến Pháp, rồi đặt cái chế độ cộng sản lên đàn áp dân Việt Nam mà trí thức Âu Châu vẫn lặng thinh hoặc là còn toa rập với cái đó. Thành ra làm cho những cái người tham dự mà Âu Châu họ rất là sững sờ, nhưng mà họ phải chấp nhận là vì đó là những cái diễn đàn mà mình phải nói trực tiếp vào mặt họ. Đó. Và khi mà chúng ta nói tới những cái giai đoạn mà nó gọi là thăng trầm, những cái khúc quanh của Văn Bút hải ngoại, ông có thể có những cái chia sẻ qua cái kinh nghiệm của ông đã từng làm hội trưởng của Hội Văn Bút vậy không? Vâng, thì tôi đã hai lần làm cái chủ tịch Văn Bút hải ngoại, một lần vào năm 1995 cho tới 98, rồi lần thứ hai là từ 2006 cho đến 2008. Thì tôi cũng phải nói là đó, do một cái định mệnh gì đó, hai cái lúc đó là hai cái lúc mà xảy ra khủng hoảng. Rồi tôi vô thì chỉ chống đỡ những cái mà cứu vãn được Văn Bút Việt Nam còn đến bây giờ, là vì nó có Văn Bút Việt Nam hải ngoại. Cái khi được thành lập như hồi nãy tôi nói là do công lớn của bà Minh Đức Huệ Trinh đã làm ra, sau đó thì bà qua Mỹ thì giao lại ông luật sư Trần Anh Hiệp tiếp tục, rồi những người khác là hội trưởng khác, những chủ tịch khác là kế tiếp là ông Nguyễn Ngọc Ngạn, rồi sau Nguyễn Ngọc Ngạn là ông Trăng Châu, rồi sau ông Trăng Châu là ông Nguyên Linh, sau Nguyên là tới tôi đó, rồi sau này thì những cái vài người sau nữa, thì hiện giờ là ông
ông Vũ Văn Tùng, dược sĩ Vũ Văn Tùng. Thì cái khuyết điểm đầu tiên tôi thấy, nhưng mà đã gây ra những cái làm cho nó, đó là một cái nguyên nhân sâu xa, nó gây ra những cái mà cứ lủng củng nội bộ, khiến cho không, một là không thực hiện những công tác như hồi nãy tôi nói, thứ hai là làm cho những cái nhà văn mà có uy tín, có tiền tự, họ e ngại, họ không dám gia nhập, là vì nó có hai cái khuyết điểm. Một là cái bản điều lệ. Văn bút Việt Nam hải ngoại gia nhập văn quốc tế thì nó là một cái trung tâm, thì đáng lẽ chỉ có một cái trung tâm đó thôi, cũng như hồi xưa văn bút Việt Nam ở trong nước chỉ có một trung tâm thôi ở Sài Gòn, chứ không có chi nhánh ở Huế hay chi nhánh ở Cần Thơ hay chi nhánh ở Nha Trang hay chi nhánh ở Lạt gì hết, không phải là những cái hội khác mà có chi nhánh. Văn bút Việt Nam hải ngoại lại lập ra cái điều lệ, lại lập ra những cái cũng gọi là trung tâm, thì nếu mà nói theo kiểu tổ chức của Mỹ là nó là một cái chapter của một cái tổ chức, nhưng mà Việt Nam lại mình lại gọi cái điều lệ của mình tiếng Việt là lại trung tâm, lại có quyền tự trị, trung tâm miền Đông Hoa Kỳ, trung tâm Canada, trung tâm Toronto, trung tâm Quebec, trung tâm Cali, rồi những cái trung tâm đó nó cứ đụng độ với nhau, rồi những cái người họ có đầu óc mà thích tiếp tức này kia, rồi cứ ôm lấy cái đó, rồi nó cứ rồi khai thác nó lủng củng cái đó. Thứ hai là những người Việt Nam mình, nói thiệt là kể cả những người có học, những nhà văn, nhà báo, cũng không quen với cái sinh hoạt dân chủ, tức là bất đồng ý kiến là cái chuyện thường, tranh cãi trong hội nghị, xong rồi biểu quyết thì phải tôn trọng cái quyết định đa số. Đầu này không đồng ý thì viết báo đả kích chửi, xong rồi cấu kết với nhau lập bè lập phái. Cái đó là cái mà nó cứ kéo dài hoài. Hai nhiệm kỳ của tôi tiếp xúc với văn quốc tế, họ đều khuyên là các du phải bỏ cái structure đó đi. Nhưng mà các du cứ giữ thì là quyền của các du, là vì nó tôn trọng cái quyền tự trị của mình. Mình không bỏ thì thôi, nhưng mà nó cứ coi, nó biết là mấy lần mà thư kiện là cứ toàn là từ những cái trung tâm mà ra. Thì bây giờ cũng vậy, vẫn chưa bỏ được. Và cuối cùng, mặc dù chúng ta có những cái khó khăn, nhưng mà chúng ta vẫn có những tài viết, những cái viết. Như vậy thì khi mà ai hỏi tới cái niềm hãnh diện của những người thành viên của Hội Văn bút Việt Nam hải ngoại, thì những cái điều gì ông có thể kể? Tôi nghĩ là những cái đóng góp về văn học thì gần như là không có. Thí dụ như người ta nói không những Việt Nam ở đây mà trong nước cũng vậy. Nước thì chế độ cộng sản nó kiểm duyệt, còn ngoài này thì mình tự do, nhưng mà không sáng tác được những cái tác phẩm mà nó thể hiện những cái dòng lịch sử của mình, nó rất là lớn lao trong hơn nửa thế kỷ qua, không có. Ngoài hồi này mình có tự do nhưng cũng không có. Có một số người cố gắng viết, như là hồi xưa Nguyễn Mộng Giác viết mấy mùa biển động, sông Công mùa lũ đó, thì đó thì cũng bị chỉ trích là thân cộng hay này kia, nó cũng không có thể hiện đúng. Thì phía văn hóa Việt Nam hải ngoại cũng vậy, cũng không có đó. Thì tôi nghĩ là cái mà cụ thể nhất là như hồi nãy tôi nói, là văn quốc tế nó có cái ủy ban văn nghệ sĩ cầm tù, thì mình đã đóng góp rất nhiều cho nó, những cái tin tức mà để mà đối với, đem những cái trường hợp mà đàn áp văn nghệ sĩ ở trong nước ra ánh sáng quốc tế. Thì gần đây nhất, cái chuyện mà nổi tiếng nhất là cái chuyện ông Nguyễn Hữu Cầu gần như là bị bỏ quên đó. Thì chính văn bút Việt Nam hải ngoại, cái thời mà ông Nguyễn Đăng Tuấn làm chủ tịch sau tôi đó, ông là người đầu tiên ông lên tiếng trước cái ủy ban văn nghệ cầm tù về trường hợp của Nguyễn Hữu Cầu. Rồi từ đó trở đi mới người ta mới moi thêm, sau này mới đưa đến cái chuyện mà trả tự do cho Nguyễn Hữu Cầu. Cái đó là những cái thành quả mà tôi nghĩ là đáng ca ngợi. Chứ còn đóng góp về cái tổ chức văn hóa, những người cầm bút thì dĩ nhiên là họ có, dù là họ trong hội nào chăng nữa, họ cũng có cái tự do của họ, họ sáng tác, họ viết gì thì viết, mình không có cái quyền gì hết. Thành ra tôi nghĩ, nhưng mà rất tiếc là phải lấy cái sự thành thật mà nói, là chưa có những cái tác phẩm nào mà thể hiện được cái dòng lịch sử của Việt Nam ở trong nước cũng như là ở hải ngoại. Xin được cảm ơn nhà văn Sư Tùng. Kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi đến đây xin được tạm ngưng, và chúng tôi xin kính mời quý vị đón xem tiếp những cái chương trình đặc biệt 40 năm người Việt tị nạn, và đặc biệt chương trình 30 tháng 4 năm 2015.